tính đơn điệu của hàm số. Ví dụ chính, tìm m để hàm số câu a y bằng x mũ a trừ 12 m x bình phương cộng 7 nghịch biến trên khoảng 0,3. Câu b, tìm m để hàm số y bằng trừ x mũ a cộng 27 m x bình phương trừ 8 đồng biến trên khoảng trừ 6,1. Giải, ta có y phẩy bằng 3 x bình phương trừ 12 m bình, cho y phẩy bằng 0, tìm được x bằng trừ 2m và x bằng 2m. Ở đây là với điều kiện là m khác 0. Thì dấu cộng trừ cộng, đây là dấu cùng dấu bậc cao nhất là dương, cộng trừ cộng. Dấu cộng mỗi tên hướng lên, dấu trừ hướng xuống và dấu cộng hướng lên. Hàm số nghịch biến trong khoảng 0,3. Đây là 0,3 và nghịch biến trong khoảng này. Dựa vào bảng thiên, ta thấy là trừ 2m lớn bằng 0 và 2m lớn bằng 3. Suy ra m lớn bằng 0 và m lớn bằng 3 phần 2. Vậy m lớn bằng 3 phần 2. Ở đây ta nhìn thấy là nếu m bằng 0 á, thì hàm số luôn đồng biến. Hàm số m bằng 0 thì hàm số luôn đồng biến. Vậy chỉ có giá trị m bằng 3 phần 2 thỏa điều kiện. M lớn bằng 3 phần 2 thỏa điều kiện. Vậy m lớn bằng 3 phần 2. Do m bằng 0 thì hàm số luôn đồng biến. Câu B, tìm m để hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 27 mx bình phương trừ 8 đồng biến trên khoảng trừ 6,1. Giải, ta có y phẩy bằng trừ 3 x bình phương cộng 27m bình. Có bảng biến thiên. Cho y phẩy bằng 0, ta tìm được x bằng trừ 3m với x bằng 3m. Và dấu, đây là hệ số bậc cao nhất của nó là âm. Cho nên trừ, cộng, trừ. Dấu trừ mũi tên hướng xuống, dấu cộng hướng lên và dấu trừ hướng xuống. Hàm số đồng biến trong khoảng là trừ 6,1. Đây ta có trừ 6,1 và nó đồng biến trong khoảng này. Dựa vào bảng biến thiên này, đồng biến trong khoảng trừ 6,1. Dựa vào bảng thiên ta có trừ 3m bé bằng trừ 6 và 3m lớn bằng 1. Suy ra m lớn bằng 2 và m lớn bằng 1 phần 3. Thì suy ra được m lớn bằng 2. Ở đây ta giả sử như nếu m bằng 0 thì rõ ràng y phẩy luôn nghịch biến. Cho nên m bằng 0 là hàm số không thỏa. Vậy chỉ có m bằng 3 phần 2 thôi. M lớn bằng 2 thôi. Ta thấy là nếu m bằng 0 thì rõ ràng là y phẩy luôn nghịch biến, cho nên m bằng 0 là loại. Vậy chỉ có là m bằng lớn bằng 2. Vậy chỉ có m lớn bằng 2. Câu 10, tìm m để hàm số câu a y bằng m tan x trừ 9 chia cho tan x trừ m đồng biến trong khoảng trừ bin 4 đến bin 4. Câu b, y bằng m tan x trừ 4m trừ 4m cộng 5 chia cho tan x cộng 1 tan x cộng m nghịch biến trên khoảng trừ bin 4 đến bin 4. Giải, câu a, ta đặt t bằng tan x thì do x nó nằm trong khoảng trừ bin 4 đến bin 4 nên t nó nằm trong khoảng là trừ 1 đến 1. Ta thấy trừ bin 4 vào thì t nó bằng là tan có trừ bin 4 là trừ 1. Thấy bin 4 vào, t bằng tan bin 4 là 1. Vậy t thuộc khoảng trừ 1, 1. Ta được cái hàm số mới là y bằng mt trừ 9 chia cho t trừ m. Thì y phẩy của nó là trừ m bình cộng 9 chia cho t trừ m tất cả bình. Hàm số này yêu cầu đồng biến. Hàm số đồng biến. Và ở đây là ta có là tập xác định là r bỏ đi m. Thì hàm số đồng biến thì phải dương dương và dấu cộng mũi tên hướng lên, dấu cộng mũi tên hướng lên. Thì yêu cầu bài toán thì ta sẽ có được là trừ m bình phương cộng 9 nó phải lớn hơn 0 và giá trị m này nó phải là nằm ngoài cái khoảng là cộng trừ 1, nằm ngoài, nó nằm ngoài cái khoảng là trừ 1 đến 1. Giá trị m này nó phải nằm ngoài cái khoảng trừ 1 đến 1.
tức là m nhỏ hơn trừ 1 hoặc m lớn 1. Ở đây ta có là trừ m phương cộng 9 lên 0, suy ra m lớn hơn trừ 3 bé hơn 3, với lại là m nhỏ hơn bằng trừ 1 hoặc lớn bằng 1. Vậy m lớn hơn trừ 3 bé bằng 1 hoặc m lớn hơn 1 lớn bằng 1 nhỏ hơn 3. Câu B, tìm m để làm số y bằng m tan x trừ 4m cộng 5 chia cho tan x cộng m, nghịch biến trên khoảng trừ bin 4 đến bin 4. Giải, ta đặt t bằng tan x thì t nó sẽ thuộc khoảng trừ 1 đến 1 do x nó thuộc khoảng trừ bin 4 đến bin 4. X bằng trừ bin 4 thì t bằng tan có trừ bin 4 bằng trừ 1. X bằng bin 4 thì t bằng tan có bin 4 thì bằng 1. Cho nên t thuộc khoảng trừ 1, 1. Ta được hàm số mới là y bằng m t trừ 4m cộng 5 chia t cộng m, thì y phẩy của nó là m bình cộng 4m trừ 5 chia cho t cộng m tất cả bình. Và bảng biến thiên ở đây là hàm số nghịch biến thì y phẩy nó phải âm thì mũi tên hướng xuống. Thì yêu cầu bài toán là hàm số nghịch biến trong khoảng là lúc này là trong khoảng là trừ 1 đến 1, thì ta sẽ có được là nghịch biến tức là m bình cộng 4m trừ 5 nó phải bé hơn 0. Đồng thời giá trị m này nó phải không thuộc cái khoảng trừ 1, 1. Tức là m không thuộc khoảng trừ 1 đến 1, tức là m này nó không thuộc khoảng trừ 1 đến 1 thì m bé hơn bằng trừ 1 hoặc lớn bằng 1. Ở đây m phương cộng 4m trừ 5 bé hơn 0, tức là m này nó lớn hơn trừ 5 bé hơn 1. Kết hợp với lại m bé bằng trừ 1 hoặc m lớn bằng 1. Vậy là suy ra được là m lớn hơn trừ 5 bé bằng trừ 1. Ở đây là m không được thuộc cái khoảng là trừ 1 đến 1, cho nên ta giao lại thì m lớn hơn trừ 5 bé bằng trừ 1. Ví dụ 11, tìm m để làm số. Câu A, y bằng m trừ 5 sin x trừ x đồng biến trên r. Câu B, y bằng 7 trừ m nhân cos x cộng 8x nghịch biến trên r. Giải. Câu A, tập xác định d bằng r. Y phẩy nó bằng m trừ 5 nhân cos x trừ 1. Hàm số đồng biến trên r tức là m trừ 5 nhân cos x trừ 1 nó phải lớn bằng 0 với mọi x thuộc r. Ở đây ta xét nếu m trừ 5 bằng 0 tức là m bằng 5, thì ta thấy rằng là trừ 1 lớn bằng 0 là vô lý, cho nên m bằng 5 loại. Nếu m trừ 5 khác 0, cụ thể là m trừ 5 lớn 0 tức là m lớn 5, thì lúc này ta sẽ được là m trừ 5 nhân cos x trừ 1 lớn bằng 0. Ta suy ra được cos x nó lớn hơn bằng 1 chia cho m trừ 5. Do m lớn bằng 5 thì m trừ 5 nó dương, cho nên 1 chia cho m trừ 5 nó vẫn giữ nguyên chiều. Cos x lớn bằng 1 chia m trừ 5. Thì cos x nó lớn hơn bằng 1 chia m trừ 5, mà cos x giá trị lớn nhất đây là cos x lớn hơn bằng 1 chia m trừ 5. 1 chia m trừ 5 bé bằng cos x thì 1 chia m trừ 5 này nó phải bé hơn giá trị nhỏ nhất của cos x. Giá trị nhỏ nhất của cos x là âm 1, tức là 1 chia cho m trừ 5 này phải bé bằng âm 1. 1 chia m trừ 5 phải bé bằng âm 1, suy ra m bé bằng 4. Nếu m trừ 5 nhỏ hơn 0, nếu m trừ 5 nhỏ hơn 0 tức là ta sẽ suy ra được là m trừ 5 nhân cos x trừ 1 này á, ta sẽ suy ra được là cos x nó sẽ bé hơn bằng 1 chia m trừ 5. Do m nhỏ hơn 5 thì m trừ 5 nhỏ hơn 0. Ta chia số âm thì nó bắt đẳng thức nó sẽ đổi chiều. Thì cos x bé hơn bằng 1 chia m trừ 5, hay nói khác là 1 chia m trừ 5 nó lớn hơn bằng cos x.
thì 1 chia m trừ 5 lớn bằng con x, tức là 1 chia m từ trừ 5 này nó phải lớn hơn giá trị lớn nhất của con x. Giá trị lớn nhất của con x là 1. Vậy thì ta có 1 chia m trừ 5 phải lớn bằng 1. 1 chia m trừ 5 lớn bằng 1, ta suy ra m lớn bằng 6. Vậy kết hợp trường hợp thứ nhất là m bằng 5 là loại, trường hợp thứ hai là m bé bằng 4, trường hợp thứ ba là m lớn bằng 6. Vậy m bé bằng 4 hoặc m lớn bằng 6. Câu B, cho hàm số y bằng 7 trừ m nhân cos x cộng 8x, tìm m đem số này nghịch biến trên r, giải. Ta có tập xác định d mà r y phẩy bằng trừ 7 nhân 7 trừ m nhân cho sin x cộng 8. Đây là đạo hàm của cos thì bằng trừ sin, đạo hàm của 8x thì bằng 8. Y phẩy nó bằng trừ 7 trừ m nhân sin x cộng 8. Thì hàm số nghịch biến trên r, tức là yêu cầu bài toán, người ta sẽ suy ra được là trừ của 7 trừ m nhân cho sin x cộng 8 bé bằng 0, nghịch biến là bé bằng 0. Trường hợp thứ nhất là nếu mà 7 trừ m bằng 0, tức là m bằng 7 á, thì ta thế vào ta sẽ có được 0 cộng 8 bé bằng 0. Thì ta thấy 0 cộng 8 bé bằng 0 là vô lý, cho nên m bằng 7 loại. Trường hợp thứ hai là 7 trừ m này nó lớn hơn 0. Lớn hơn 0, tức là m bé hơn 7. Ta suy ra được là sin x nó sẽ lớn hơn bằng 8 chia cho 7 trừ m. Sin x lớn hơn bằng 8 chia cho 7 trừ m. Ta chuyển cái này qua thì ta chia xuống 7 trừ m xuống, chuyển vế đổi dấu và ta chia xuống. Do là m bé hơn 7 cho nên chia 7 trừ m nó sẽ không đổi chiều. Thì ta thấy là 8 chia cho 7 trừ m nó bé hơn bằng sin x, tức là 8 chia 7 trừ m nó phải bé hơn giá trị nhỏ nhất của sin x. Giá trị nhỏ nhất của sin x là 1, suy ra được là 8 chia cho 7 trừ m nó phải bé hơn bằng âm 1. Ta suy ra được là m lớn bằng 15. Trường hợp tiếp theo là 7 trừ m này nó bé hơn 0, tức là m lớn hơn 7. Thì ta suy ra được là sin x nó bé hơn bằng 7 trừ m. Sin x nó sẽ bé hơn bằng 8 chia cho 7 trừ m. Ở đây là 7 trừ m nó nhỏ hơn 0 nên ta chia xuống thì nó đổi chiều. Là sin x nó bé hơn bằng 8 chia cho 7 trừ m. Ở đây là 8 chia cho 7 trừ m lớn bằng sin x, thì 8 chia 7 trừ m nó phải lớn hơn giá trị lớn nhất của sin x. Giá trị lớn nhất của sin x là 1, suy ra được 8 chia cho 7 trừ m nó phải lớn bằng 1. Ta giải cái này ta tìm được m bé hơn bằng âm 1. Vậy ta có trường hợp thứ nhất là m bằng 7 loại, trường hợp thứ hai là m lớn bằng 15 và trường hợp thứ ba là m bé hơn bằng âm 1. Vậy kết luận là m bé hơn bằng âm 1 hoặc m lớn bằng 15.